tốn tích ta. Mình đi tiếp. Nó là sở hữu tư. Sở hữu tư ở đây là phát hành do tâm và nhiều cái sở hữu tâm khác đi kèm chi phối. Tư hành thì có nhiều nghĩa khác nhau tùy theo hoàn cảnh. Tư hành được dùng với một cái mạch văn của thập nhị nhân duyên á, lại có nghĩa là nghiệp hành. Cái lời hành nghiệp đó, má nên là nghiệp. Tác ý theo sở hữu tư, nhân tố liên kết với thập nhị nhân duyên, còn là nghiệp hành nữa, có khả năng tạo ra dự thuộc hay là quả báo để cho vòng luân hồi sinh tử được tiếp diễn. Hôm trước mình cũng có cái câu hỏi rồi đó, thì cái câu hỏi mà cái tôi đặt cái hôm trước cái chỗ này, giữa tâm và thân nó diễn ra như thế nào? Thì cái câu đó hình như là nếu quý vị có đọc cái quyển sách của cái chuyện Hiếu Trần gì đó thì mấy vị tôi sẽ chia sẻ cho mọi người tài chót và chính tả đó. Trong đó nó có nói về cái chuyện này, tâm thì nó tác động đến sắc pháp như thế này, mà thông qua sắc nghiệp sắc tâm. Không có đây cũng hỏi luôn những nữa mới chịu cái gì đi tìm cho cái lời đó. Trong trung quán luận của ngài Thế Thân thì ngài cũng cố gắng để giải thích những cái chuyện như thế này, góc độ hiệp thế để ta hiểu nó dễ hơn. Trong trung quán luận là cái chuyện mà hôm trước tôi có share về trong cái tu thư á. Nếu như á mà mình học ổn đối với Phật giáo Nguyên Thủy, mình qua mình đọc lại Phật giáo Đại Thừa Mahayana là Phật giáo phát triển á, thì mình sẽ thấy rất dễ hiểu. Mình thấy à, tại sao mà ông viết như vậy, viết như vậy nó đã phức, nó rất đơn giản cái phức tạp ở chỗ này, nó làm rõ cái quá trình phức tạp ở chỗ này. Mình ứng dụng được nó, cho nên Phật giáo phát triển nó có cái tính ứng dụng rất là cao. Làm đơn giản hóa và ứng dụng ra ngoài trong các khoa học khác thì dễ dàng hơn. Cho nên đến một lúc nào đó thì chúng ta đủ mạnh rồi, đủ vững rồi đó, thì đi qua Bắc Phương cùng hữu dịch. Bởi Bắc Phương có nhiều cái nó hay lắm, nó hay có để ứng dụng cho nó hay là bản chất của người. Mình học cái nền, cái gốc chứ, rồi xong nó cái sử dụng cái xài ở quanh kia nó học lớn. Cái cách mà phải đơn giản hóa đi để xài nó, tức là để ứng dụng vào các khoa học xã hội khác ấy, thì mình cứ phải làm gì đó, phải làm đơn giản hóa nó lại từ giờ bối cảnh của cái khoa học đó mà hai bên có sự phù hợp. Ví dụ như ở đây là mình ứng dụng vào trong cái tâm tâm lý học này, phân tích nó, tức là phân tích cái câu cuối trong cái phân tích của đạo được trong tâm lý học, đó là cái tự tâm mà nó tạo tác cái hành động nơi không hay nơi không như thế nào. Nó rất là vì tế để đó nó nhẹ được lên mọi người. Và lúc này chúng ta đang lẫn quẩn trong vòng sinh tử, nó cứ liên tục cứ trôi chảy lặp đi lặp lại như thế đó. Và chúng ta bám lấy cái cuộc sống này, sống như cuộc sống.
chúng ta muốn tiếp tục sống, cho là cuộc sống thật đáng sống cả, là bởi vì chúng ta không biết được cuộc sống thực chất là ra sao hết. Diễn biết cho nên mình sống khác vậy đó. Chỉ có danh cái là sống khác của ai, chỉ có danh cái là sống khác là tồn tại. Đây chứ danh cái sống khác là không tồn tại là chết quá rồi. Bỏ cái này đi. Là tồn tại mà nó tồn tại thực sự thôi. Còn những cái chuyện có cái khác nó thật. Chúng ta bám chặt lấy cái bản ngã. Chúng ta muốn được người khác yêu mến và ngưỡng mộ. Chúng ta muốn được thành công trong một cái chuyện nào đó. Tất cả cái này nếu mà nó đi vô ấy, thì nó toàn là cái niệm hết, xét và nhật tí thôi. Nó không có thật. Mình như thế nào là yêu mến, như thế nào là ngưỡng mộ, như thế nào là thành công. Như vậy rồi, đối với một cái người mà không học cách xử lý, hãy chụp tôi biết thế nào là thành công và thế nào là thất bại. Nữa, khi tôi mang tới, tôi sẽ hỏi tôi. Này dễ nha, để trả lời không trả lời luôn đi, nó là khó, cần lưu động kiến thức nhiều thì tôi để đó. Cái này thì khó. Tương tự như vậy cho các bạn. Nói gì có cái này rồi quý vị an yên lắm, chứ không có bị giang hồ với chi phối quý vị à. Chứ hết học những cái lúc như thế này đó, là những cái lúc mà không có bà Tú học mà. Cũng không có bé bo luôn. Cái bài Hữu Duyên Xa Đỏ nó cũng không có hay nhiều lắm. Sao? Lợn là người trả lời trước nha. Trả lời một phút nữa để suy nghĩ. Một phút thì tự động sẽ làm. Còn đánh lên như thế này. Bây giờ đánh lên đi.
Dài quá cho nên con sẽ bị rối. Nghĩa chứ trời trong cái câu của con này là thành công là nói nghĩ làm một điều thiện lành, một tạo tác lời nói hành động hay suy nghĩ với tẩy xem khác, hay thành công là tạo tác hành động lời nói suy nghĩ mình đưa đến sự thăng tiến thì tập giải pháp, thấy nó khác nhau chưa? Và thấy cái sự mâu thuẫn như trong lời nói trong cái câu trả lời của mình chưa, nó còn khá là chung vì mình không có nhận rõ cái đích đến. Chỗ đó nên được gọi là như thế này. Mình lại muốn cái nước ngoài nữa thầy. Chỉ có một mục đích thôi. Và cái mục đích đó là căn cội gốc rễ để neo giữ lại tất cả những cái pháp quyết định. Bởi vì cái pháp quyết định á thì nó sinh diệt, nó biến đổi liên tục hết rồi. Giờ mình không thể nào mình lấy cái nội hàm cái pháp quyết định đó để mình đeo níu nó được hết á. Mình đeo níu nội hàm của một cái pháp quyết định như vậy thì mình chết mất rồi, nó biến đổi mà. Như vậy để thì thành công thất bại như vậy. Thành công phải được hiểu là vì nói là nhận thức và ý thức suy nghĩ đưa đến nhất chứ không phải không nên không được lấy chuẩn thành phu để mà phấn đấu thôi.
Cái gì hôn? Được chưa? Sửa lại ý của lỡ người đó. Hiểu ha? Gom lại nó chỉ có một cái thôi mà con diễn tả nó ra bởi vì Thế nó con bị sai. diễn lại cho nên nó có quớt á, cho nên hãy nhớ trong cái phần nói là của mình khi mình trả lời một vấn đề, nếu như mình nói á cái vấn đề đó là A và B thì mình phải xem cái A có nằm trong B không, A có mâu thuẫn với B không. Nếu A nằm trong B thì khỏi nói A nói B thôi, nếu A mà mâu thuẫn với B thì phải suy xét lại xem coi có nên có A hay có nên có B, hay có nên có A làm đưa vào B thì có hay không. Đó, nói vậy đó, đó là luyện lý. Thầy ơi, cái câu trả lời của con á, nó có cái gì hướng tới những tâm thiện á, thì mà tâm thiện thì vẫn còn tạo tác nghiệp, tức là vẫn Đúng rồi, luôn thật sự hướng đến cái sự giác ngộ giải thoát đúng không? đúng rồi, còn thiện thì làm sao mà giải thoát được, cái A mâu thuẫn với B. Cho nên khi mà trả lời như vậy thì không được. Mặc dù á, nếu mà mình nhìn ở cái đời sống hiệp thế mình nói ồ trả lời thiệt là hay quá, tuần tự quá, đi từ thấp lên cao quá, nhưng mà đi vô xu thế thì cái quốc hiểu chưa. Nên phải rất là cẩn thận. Đó, cái này, như vậy thì cái khái niệm mà thành công và thất bại nó tào lao vậy đó. Nó lại thuộc hoàn toàn vào trong ý thức hệ của một cái người, một cái quan niệm của họ. Mà chúng ta phải học rồi chúng ta biết quan niệm nào mà là cái quan niệm xịn, quan niệm nào là quan niệm đáng để chúng ta học theo, còn cái quan niệm tào lao của mình là thay dục thật khác đi vậy đó. Mà chúng ta lấy cái quan niệm của mình hoặc quan niệm của phàm phu để xét đoán một cái sự gì đó là thành công hay thất bại là coi như chúng ta chết. À, cái khái niệm nó biến đổi liên tục như vậy đó. Một cuối năm sản phẩm thành mềm chứ không phải không nên được lấy, tức là không phải là một cái sự khẳng định, không nên là một sự khuyên nhủ. Đây là khẳng định thì điều này là sự thật, không sai khác. Không nên khuyên nữa vì nhận thức và hiểu biết mọi chúng sanh là khác nhau, với những người sơ cơ chưa hiểu rõ hiểu thấu hoặc chọn sai nên chọn lại còn rất nấn ná với cái cũ, tiếc rẻ không muốn bỏ, tiếc rẻ chính chất thiên thôi, nhưng thiên nữa chứ làm gì được nữa. Vì thế mà phải dục không nghe. Được chưa? Được không? Không thành tiên bé nhỏ
Ok. Để cho thấy hết hả? Ok, ừ. Là muốn viết cái phần nào thì cứ nói con muốn viết phần đó, thì sẽ có cái phần đó. Định khi kêu tôi kéo lên hay kéo xuống, cái pháp đó nó chế định dữ lắm. Tôi lên là các bạn ngược cái các bạn xuống đó. Khi tham mưu để tôi phân tích cái ví dụ. Đúng rồi, tại vì thành công mà đạt được mục đích, nó chỉ vậy thôi. Nói một người có chỉ thành công gì gì đó, đạt được cái mục đích gì gì đó thì đã thành công. Không có đạt được cái mục đích đó thì không thành công. Mà mình nói thì mình muốn đi vào cái tối hậu luôn. Đã thành rồi thì phải thành người chứ, nó thành ngọn được. Để thành người được á, thì dĩ nhiên là mình phải đi được vào trong cái bản nguyên của nó, không thể đi nước ngoài được. Chỉ thấy anh ta phải nhiều phá sản, người ta gọi là đã thất bại, không dám ý muốn của mình thì đâu phải là thất bại. Nghĩa là khi họ cho rằng là không dám ý muốn của mình thì thất bại. Ở sáng một cái pháp thì vào bên trong của nó mình mới được cái cách quyết định, thì phải có cái thứ bên nhau giữ cho nó lại, nó phải định nghĩa thông qua một cái thứ gì đó đi qua cái nội hàm, và nội hàm của nó phải là những cái chuyện trò mà nó không có sự biến đổi, không có sự lẫn quẩn. Muốn như vậy thì phải có một cái siêu thế ràng buộc nó lại. Thì ở đây cũng vậy thôi. Vậy thì cái gì là tối hậu dùng để neo giữ cái pháp kia lại, còn gì khác ngoài đích đến tối hậu? Cái này này giờ cái đời khác nó là sự giác ngộ giải thoát niết bàn,
Cho nên không thể nói anh e tất cả thất bại mà phải xem à, mục đích anh e có tối hậu không và điều đó nhiều sự là đó có thỏa mãn ý muốn đưa đến điều tối hậu của anh em hay không? Nếu để chính xác đó của anh em là điều anh ta chắc biết là biết chắc đó mà chắc chắn biết như thế đấy mới hỏi để một cái câu hỏi nữa chắc chắn biết và lấy đó là thứ để học một điều gì đấy thì anh hơi có thất bại thêm một thứ chuyện chuyện hơn tiên nghe rõ tí các chị y thì cũng bở thế mà vô thường thế nào bằng sự thật chính rất là khách sạn chính mình để rồi yên tâm để được đến tối hậu cao độ hay chính mình vui và hạnh phúc thì nó là để anh nghe kết quả khác sẽ không phải là thất bại mà là nhân tố đi ra đến khi thành công viên mãn tấn hại ở đây này anh thích ra thì anh thích nhiều thế quý vị hiểu cái câu phân tích chứ cái mà Phương mới vừa nói đó thì nó cũng là Phương mới vừa nhắn đó thì nó cũng là đó nó lại thuộc hoàn toàn vào trong cái ý thức hệ của cái người đó và ý thức hệ của cái người đánh giá người đó cho nên chớ vội đánh giá và phán xét một ai vì ta không thể biết được ý nguyện thầm kín bên trong của họ là gì và chắc đoán một cái điều gì đó
phải căn cứ vào trong cái ý nguyện thầm kín bên trong của họ mà xét đoán. Và ý nguyện thầm kín bên trong đó, thằng nào xịn hơn, thằng nào tốt hơn, thằng nào tối hậu hơn thì thằng đó là tốt, thằng đó là đúng, thằng đó là chân lý. Thằng nào dởm hơn thì thằng đó chỉ là phần thứ sắc thôi. Từ từ nào lẫn như xong mình lại cứ lên được không? Xong hả? Dạ không, nào như xong hú lên à. Cố vâng cái đó. Ê, ok ok.
Ok. Nói một cái câu hỏi nhỏ siêu siêu. Cái mất con kia tôi đã có giúp trả lời. Tuy nhiên, rất có thể chúng ta sẽ thất bại trong cuộc sống. Khi không đạt được những gì mong muốn, chúng ta dễ thất vọng cho đến khi nào phiền não còn tồn tại, cái vòng luân hồi sinh tử sẽ không kết thúc. Nhưng nếu chúng ta bắt đầu am hiểu được giây phút hiện tại, đang thấy cảnh sắc, đang nghe cảnh thinh, đang thứ tư đúng đắn là phát hành không thể tồn tại mãi, thì khi đó vòng luân hồi sinh tử đi đến chỗ kết thúc. Chúng ta thường dễ dàng quên đi những sự thật hành đó, nhưng còn có những điều nhắc nhở chúng ta ý thức nhau. Chúng ta được nhắc và ý thức là đang bám víu với tất cả các đối tượng, đang khi ta lưu ý những gì là của ta cũng như của người khác, là chấp thủ đã xuất hiện do sự dính bén này. Trong cái kinh gì đó thì viết cũng bà lây đi viết tiếng Anh ở biết được rồi. Chúng ta thấy ngũ quẩn là toàn bộ các phát hành xuất hiện trong đời sống chúng ta. Chúng ta phải am hiểu ngũ quẩn cho tường tận. Chúng ta đọc thấy rằng Đức Phật khi ngài lưu lại ở thành Sao Vách Thiết để chiết giảng cho tỳ khưu như sau: này chư tỳ khưu, thầy sẽ mách bảo các ngươi những gì cần được hiểu biết, cũng như điều gì các ngươi đang hiểu được. Các ngươi có nghe chưa? Này chư tỳ khưu, các ngươi còn phải hiểu thêm điều gì nữa đây? Thân xác chăng? Rất cần hiểu rõ. Thọ chăng? Điều này cũng vậy. Tưởng, các pháp hành và cả ý thức nữa. Các tỳ khu thân mến, đó là tất cả những gì cần phải am tường. Này chứ tỳ khu, thế còn hiểu biết thì sao đấy? Dẹp bỏ tham dục, dẹp bỏ hận thù, dẹp bỏ si mê, đó chính là hiểu biết vậy. Cái mô tiếp dịch này là mô tiếp dịch kinh thánh á. Thì kinh thánh nó vậy đó. Nếu ta có ý thức và chứng kiến ngay lúc ta đang thấy, đang lắng nghe hoặc bất kỳ hiện tại nào đang diễn ra, thì cuối cùng chắc chắn cái vòng luân hồi sinh tử đó sẽ kết lại và đi đến chỗ kết thúc không còn nữa. Đây mình có bốn câu hỏi
đưa bốn câu lại đi, ngày hôm sau chúng ta đi vào trả lời các câu hỏi này. Ngày tạo như thôi. Có thể chọn cái câu nào mà nó nhiều kiến thức trước trả lời được không? Tại sao con không có học? Nhiều kiến thức nhất trả lời sao kịp ông con? Thì ông nói ngược lại thì con may mắn. Câu nào quan trọng đi? Thì nữa câu nào trả lời rồi thì tôi chụp lên tôi đăng trên kia hết rồi mà. Thì nó ghi chẩn coi. Dạ. Hoặc là nghe lại cũng được. Câu nào cũng quan trọng. Hay là thiệt chứ không có cái ý nghĩ mà là kể lên nè, thì tôi không được cái này tôi sẽ tìm cách khác để tôi làm cho được, bởi vì điều đó là điều đáng được biết thì mới được tìm cách khác đó. Thì có một cái trợ lực gì đó, một cái gì đó mà nó cắt ngang cho là không bị bỏ, không bị bỏ. Hy vọng và gặp lại bản mặt ú ừ đó. Để coi các pháp vận hành thế nào. Nghỉ xíu, đoạn này vô học tiếp. Nay chúng ta học tới 3 tiết liên tục lần này. Rồi, thôi, quý vị nghỉ 8 phút. Ai rảnh thì chút nữa học sạch thâu quá thật mát. Rồi sau đó là khi đi tự học, đi thật mát thật sự hết. Rồi, bye bye cả nhà.